sau khi kết thúc cuộc điều tra adf đã tìm ra thêm các bằng chứng cho thấy ba con tin bị adf giết nhầm vào tuần trước đã lên kế hoạch ứng phó rõ ràng với hy vọng được adf thành công giải cứu adf sau khi điều tra đã tiết lộ rằng các con tin đã trốn trong một tòa nhà gần đó sử dụng một lớp vải màu trắng để viết chữ cứu bằng cả tiếng do thái lẫn tiếng anh adf thừa nhận rằng các con tin đã để lại rất nhiều dấu hiệu có giá trị cho thấy họ hiểu cách làm việc của adf và đã cân nhắc các trường hợp có thể xảy ra Họ đã rút bỏ y phục để IDF hiểu rằng họ không mang vũ khí, cũng như đã vẫy cờ trắng đầu hàng. IDF khẳng định việc nhắm bắn vào những con tin cầm cờ trắng là một hành vi đi ngược lại với bộ luật hành động của IDF. IDF cũng tiết lộ các con tin đã kêu cứu bằng tiếng do Thái trong quá trình tiến đến các chiến binh tại hiện trường. Trưởng tham mưu Hersey Halavi trong một cuộc họp với các chiến binh IDF về vụ việc đã nhấn mạnh, cho dù là con tin Israel hay người dân Gaza, chừng nào họ vẫn vẫy cờ trắng đầu hàng, thì chừng đó IDF vẫn không thể nổ súng. Hamas trong cuối tuần qua cũng đã không hề chờ đợi trước khi lợi dụng hình ảnh của các con tin bị ngộ sát để tạo lập các tài liệu tuyên truyền mới, phỉ bán Israel cùng lực lượng IDF. Với thông điệp IDF là một lực lượng khát máu đang đánh cược mạng sống của người dân do Thái lẫn Gaza. Cho đến nay, mặc dù Israel đã ngỏ ý mở ra một cuộc đình chiến tạm thời, phía lãnh đạo Hamas đã từ chối và đang có những dấu hiệu muốn sáp nhập với phe cánh Fatah thuộc chính quyền Palestine ở bờ Tây để giải cứu tàn dư của Hamas trước tình hình IDF đang ngày một nắm quyền kiểm soát chặt chẽ hơn ở Gaza.